mục này là giống như đây là cái bí mật nãy giờ thì là tới lúc là chia sẻ với cả gia đình cũng như là ông bà của chú anh chị luôn. Thì bây giờ gia đình Châu cũng mới vừa nhận được cái thùng quà. Thì thùng quà này thì hôm nay cũng chưa biết là cái gì chổng nữa, không biết là quay phim nó có biết không nữa. Nhưng mà Châu với mọi người thì cũng chưa biết là bên trong có cái gì. Thì bây giờ không biết là ai sẽ đại diện Khui đây. Ấy là ông cậu lớn, ông cậu Khui đi ông cậu. Khi nào có khói thì ông cậu ôm lại nha ông cậu. Nếu chết thì chạy hết đi tao ôm nè. Ông cậu luôn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cù Lao Nhãn nha. Thì hôm nay cũng là ngày thứ tư rồi đó cô chú anh chị. Hôm giờ gia đình Thành bận tiếp khách. Rồi hôm qua thì mình đi thu hoạch khoai lang. Bữa nay mới là chính thức là gia đình mình trở lại với bữa cơm gia đình nè cô chú anh chị. Thì bây giờ Thành cũng xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành chung với gia đình Thành trong bữa cơm ngày hôm nay nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cái này bỏ đường vô thấy cái bánh rồi đó ra nước đường chảy ra nó nhão rồi. Chút nữa nó. Chút nó dài lại. Dạ có chắc cỡ nửa tiếng nữa. Thì bữa trưa nay gia đình Thành sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa cơm trưa. Thì bữa cơm trưa bữa nay mình sẽ làm món gì đây chứ hai? Trưa nay thì mình sẽ ăn với anh em có chuẩn bị được ít canh chốt. Thì bữa nay mình sẽ kho sả ớt. Thì hủ ma này thì bữa nay mình sẽ giống như là mình sẽ nấu canh với chả cá. Tại vì cũng hơi đói bụng mà cho nên là mình làm món này ăn cho nó nhanh. Thế mình hầm với chả cá thì cũng được nữa nhưng mà nó hơi mất thời gian thôi hay là. Tại vì mình lựa chọn cái nhanh. Chế có chế cái hộp hủ ma này mình ăn được không? Được hết rồi. Cái này chứ thấy mẹ làm đồ chay cho Trang á cho nên là chứ biết rồi khỏi đó. Cái nhất là ngon luôn á chứ. Có ăn rồi chưa? Có ăn rồi mới biết. Lúc đầu cái làm tám nó làm cho em ăn á. Tám ruột em á. Cái làm gì đấy cái em tưởng sao tám làm ẩu quá vậy? Ta còn ruột tùm lum á dân nè. Sắc nhỏ phanh phanh vậy nè chứ. Cái kêu ăn thử đi đợi mang em còn ngại ngại nha. Cái ruột ăn nó rất là giòn, nhất là ngon luôn. Ăn nó như là giòn giòn như là mình cái hột tiêu vậy đó là. Dạ. Ăn chắc á con nghĩ nó sẽ nên thuốc nha mà. Ngon lắm coi. Mấy hôm nay cô chú nhìn ở quê của Thành hình như là tới mùa cá chốt rồi. Thành thấy hôm nào đi chợ sớm là thấy cũng có vậy. Cá chốt, hình như nó vô mùa vậy ha, hình như nó cũng theo mùa hay sao á. Dạ. Mấy nó tới mùa của nó rồi. Dạ. Cá chốt này như là con tới nhớ mùa là mùa nước nổi, tại giờ nó không có câu. Như cá chốt này ở Cà Mau là nhiều lắm hay gì mẹ ơi? Dùng nước mặn nó nhiều lắm con. Dạ. Bây giờ là ở như ở quê mình là nó hay có ở trong cái vuông người ta nuôi tôm nuôi cá đó không? Dạ. Dữ lắm. Cá nó câu. Vô nó ăn thức ăn của mấy con tôm á. Người ta bắt nó dữ lắm. Không biết cá này người ta nói cá chút xong vậy nè. Tại sao con thấy con nào cũng lấy uống nu à? Cá này chắc cá xong quá rồi con. Dạ. Mà thấy con cá trong vuông thì nó bị mỡ, nó có mỡ. Còn mình mang ra không có mỡ thì chắc mình nghĩ cho cá xong. Cá này thấy nó không được lớn không? Cá này hình như là nó cỡ đó là thấy vậy à. Nó không có lớn như mấy con cá kia đâu. Hồi mẹ nhỏ nhỏ mẹ đi câu á, con nào nó bự lắm con. Nó bự lắm. Mà hồi lớn lên tới giờ là mày không thấy con bự nữa. Vậy thôi. Hôm giờ nhiều cô chú anh chị xem kênh Cù Lao Nhãn. Cái hôm gà thì gia đình mình cũng như là có cô chú anh chị ở xa tới cô chú anh chị. Thì gia đình mình cũng có tiếp khách. Rồi mấy cô chú anh chị xem kênh lâu rồi cũng có bình luận là cũng nhớ cũng muốn xem cái cảnh gia đình mình sinh hoạt. Thì sẵn đây Thành cũng muốn gửi lời xin lỗi tới ông bà cô chú rất là nhiều. Tại vì gia đình mình bận là cũng quay clip kia. Thì cái clip nào thì mình cũng quay và cũng ý định mình cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị hết trơn á. Nhưng mà bữa nay là chính thức là gia đình mình trở lại chia sẻ. Cũng mong là cô chú anh chị luôn đồng hành với gia đình. Hôm
hôm nay là chính thức trở lại cuộc sống hàng ngày. Hôm nay là cô chú anh chị coi chắc sẽ giống như có nhiều cô chú anh chị coi là chắc sẽ thích lắm, tại vì hôm ngày cũng đang trông mong rất là nhiều luôn, bữa nay trở lại rồi. Tại vì mỗi hàng ngày thì mỗi ngày là gia đình mình sẽ ra một video, nhưng mà thường ngày Thành cũng quay những cái cuộc sống gia đình mình hàng ngày. Nhưng mà nếu mà cô chú anh chị, nếu mà mình có khách ra mẹ thì mình nếu mình không quay là mình không có chia sẻ với cô chú được, nhưng mà mình quay là mình cũng cái tiếp khách là cũng như là cuộc sống hàng ngày mình chia sẻ với cô chú anh chị luôn. Cái này nó dài, mình bỏ chả này vô. Ê, bánh đi con mau nha. Dạ. Hay bánh nhau quá. Cái chả cá thì mình cũng có trộn thêm một ít thịt heo mình bằm sẵn ha mẹ. Cái thứ hai là cho nó nhiều ra. Lúc sáng con mua là con lựa cục thịt đó có ít mỡ nữa, ít da ít mỡ nữa. Thì thường hầm hủ qua thì con có thịt vậy đó, như thịt ba gọi vậy đó con. Dạ. Con bằm vô. Lúc nãy con nghe mẹ nói là bữa nay mình không phải hầm hủ qua mà mình kiểu nấu lẩu hủ qua là sao mẹ? Cũng như mình nấu canh chả cá vô qua. Nói nấu lẩu cho nó sang chút. Đây là cá. Mình bào mẹ. Vậy đó hả mẹ? Mẹ chả cá này rồi cái mẹ bắt nước cho dừa lên á, cái mẹ nêm cái nước. Dạ. Tiêu đồ bào nó đẹp rồi vô. Này mình nêm gia vị vô con. Rồi chút nữa cái ngâm với nước đá. Bắt cái nước lẩu lên rồi cái mình nấu chả cá sẵn cho mình. Tới mình ăn nêm nướng xong cái mình bỏ hủ qua vô. Hủ qua bào. Là lẩu chả cá. À lẩu hủ qua. Hôm qua chế bào vậy ăn với cái trà bông hay là cái gì cũng ngon lắm chứ. Đó bớt đá lạnh lạnh đó. Chứ có biết ăn không? Chứ thấy mọi người ăn mà chứ không có thử. Chứ ăn khoan thử nó cũng thử con bào có vị ngọt, vậy. Giòn. Mỏng quá, là mỏng quá, bò né ha bào vậy. Con sắt đi. Hay đúng không, bò né ha. Ăn bò né là tốn thêm một thịt bò nữa. Bắt đầu ốp cá. Mình ốp vô cái thau này mình mới xào cá hả? Mình ốp cho nó thấm một chút, mẹ bắt xả lên mẹ xào rồi mẹ mới bỏ cá vô nữa thôi. Mình xào xả vô chảo rồi xong rồi mới cho cá nó thấm bên đây mình mới cho vô. Mẹ mới cho vô. Làm cái bên này thì ông cậu hai mới xuống tới được. Cậu hai xuống. Cậu ơi xuống hết tóc đẹp trai ta. Hết tóc đâu? Thấy tóc còn y thinh mà. Cậu đi chạy tay ngái hả? Nãy giờ ba Lộc nói anh đi hết tóc. Vậy là nói ông cậu đi hết tóc mình đang ngãi. Dạ nói xấu ông cậu quá chừng. Dạ. Ông về mua gỏi hả cậu? Ở cấp này nghĩ cúng ông Trang hả ông cậu? Ông Trang mau tàn quá, cái kêu cũng được 10 bữa. Còn ông Trang có bữa trước bữa sau dạ. Bé nữa. Thấy Khoa Lan là chịu không nổi liền hả gì cậu, ngồi vô ngồi liền mới được. Sớp giữa Khoa Lan liền đúng không? Đang đói bụng. Đi về đó bụng à nè. Phải cậu. Món cá chốt và xả này con nghe nói cũng là đặc sản đó nè mình. Ngon lắm đó con. Dạ. Nhà mình lâu lắm rồi thấy vậy chứ lâu lắm mình mới bữa nay mới ăn lại. Cá này nãy giờ cũng thấm rồi, giờ mình bắt đầu mình kho. Chảo này tới chiều luôn à. Má chợ cho cá này luôn đó. Có người xả nữa, thật cơm thơm rồi. Người sát cho đi. Mình là thấy ngon rồi đó ba Lộc. Cái này con để ớt vô rồi nhắc xuống được hết mà. Bữa nay mình ăn ớt thiên nhiên của gia đình mình. Ớt này lên màu liền nha. Nấu ngay gia đình mình thì chuyên gia ớt. Ớt này mua ai khỏi cần mua không đúng tiền. Em có ăn nhất là ớt này nữa, thiểm thiên nhiên vậy đó. Cái này hả, người nhầm người ta chịu ta ăn là cá trái thôi. Đúng rồi chứ. Wow. À chưa con mê đắng hả? Con nhắc xuống trứng nha. Dạ. Rồi. Đi chứ. Dạ. Cái nào cậu? Dạ. À.
Thịnh cũng mời cả nhà dùng cơm chung với gia đình Thịnh luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm. Này, đi về đau họng bên có bên chính. Khang tiếng. Bên này chính. Thả vô mát thì cậu. Này, hủ qua. Trời nắng này mà mình ăn canh hủ qua là nóng quá. Hạ nhiệt coi liền đó chứ. Cái này nóng quá là ăn hạ nhiệt. Dạ. Cho lên lửa hết rồi. Dĩa này mình điện xương hả bà Lộc nha? Dạ. Cá này chắc mình gấp nguyên con quá không? Được cái chút quá trời. Gấp đại nguyên con. Hôm nay nắm khéo quá. Không đâu, nhớ cái này cho nó nguội. Cá ngon quá bà Lộc ơi. Dạ. Nó nhẹ, nó nhựa, cái là nó tiếp luôn. Nhớ nó kẹo ngon. Nó tiếp luôn. Cái chả phô phô này quá ngon. Cậu phái. Cậu lâu mình đổi món, mình ăn cá kho sả cũng lạ miệng nha. Cá này kho sả rồi. Có gì bằng. Cái này mà có cơm cháy dẻo dẻo quá cậu. Chặn nước rồi hả? Cậu gì phải cơm cháy quá. Cái dẻo mà được cậu. Cái nước này nè bà Lộc. Dạ. Mà tiêu mình đang dập dập á, bỏ vô nữa. Húp nó cay cay. Ừ, nãy rồi tiêu mình cay nhiễm quá. Mình mua nhầm cái gói tiêu nó xay nhuyễn rồi hả? Nãy rồi nó có cái khốp chứ. Vừa vừa ở đại mình canh mình chỉnh được nó được đó. Vậy là con tử thôi, giờ con tử mua nhầm đâu có nhiễm. Vậy đâu mình lấy ra mình nghiên cứu thử coi. Chỉnh lại. Nhuyễn như bột vậy. Chỉ vừa chứ đâu. Hủ qua không có đắng luôn được. Không. Ba Lộc nó không thích hủ qua luôn. Nhưng mà cái này con được mà. Không cậu. Bữa nay con nói nhỏ cho cậu nghe. Bữa nay mình ăn xong rồi mình có một cái bí mật sắp sửa được bật mí. Hồi nữa gia đình con sẽ có một cái bí mật sẽ chia sẻ với ông bà cô chú nha. Cái miếng mà mới mới mà nó có lợi cho mình thì phá lắm. Một cái niềm vui rất là lớn. Chưa biết có lợi hay là gì thì không biết, nhưng mà thấy là thấy có một cái món quà mà không biết quà gì ở trong cái thùng mình chưa biết. Thùng quà bự lắm cậu. Dạ. Không biết trong đó là quà gì. Chỉ chắc Út Thành thì nó có thể nó biết, còn mình thì không biết. Dễ giờ mà, mình về nhà mới về thử à, nó có bật mí chứ không? Tên niêm không, tên niêm phong là hết không? Tên niêm phong là đó chứ không? Đó cái thùng quà nó ở dưới chân anh kìa. Kìa ngay chân anh nãy giờ anh không thấy sao? Đó. Bà già bá luôn đó. Nãy giờ ông cậu không thấy luôn. Không thấy luôn, cậu nó dành trên bàn thôi mà. Không, thôi chừng ông cậu tưởng đâu thùng ớt nước đá, ăn hồi uống bia. Có thấy để làm. Chỉ có để tên, để chỉ thôi chứ không có để là đồ gì. Không, hổ qua này không có đắng không? Không có đắng. Không chứ. Chả cá vô á. Nãy con thả qua nha. Đây, cái đồng thịt cá thử. Nó để nhiều nhiều nhé. Họ dạ. Kính cho nó. Hủ qua này mỏng cũng mang kính. Nãy con ngâm nước đá, mẹ dọn khấu luôn. Tắm nước mắm nó thơm. Những chả cá dài dữ à. Dạ. Dài nha. Có như máy vậy hả cậu? Thường thường đó là công việc của ông cậu dành đó. Cậu bữa nay không được vậy đâu. Tài yếu dễ. Không đánh gì hồi mỗi tay cậu ơi. Tài yếu cũng không vậy. Dạ. Chắc bữa nào mình làm cái làm chả chả lụa nè. Bây giờ mình có cái máy quay thịt rồi, quay im quá chừng luôn cậu. Dạ. Quay thịt nó nhuyễn nhừ im quá chừng luôn. Nhuyễn như làm xúc xích lên cái màu như màu xúc xích mình. Bữa nào mình làm chả lụa đi. Chả lụa thì công phu hơn làm nem. Dạ. Thì cái nem mà mình nướng ấy đó là cũng phải quay thịt chứ đâu phải không quay hả? Dạ đúng rồi. Có cái đất này là mau khoảng cũng bận. Con gà nó đẻ trên ấp như bay ra thôi. Có cái mình cối gì làm nó. Mình bầm cái thớt cái nhiều khi mình bầm nhiều quá cái nó bị lên dâm đó cậu. Còn cái cối gì tiện. Màu. Con cá chốt này nãy giờ có ai ăn ngay cái trứng chưa? Rồi. Con ăn được ngay cặp trứng rồi nè. Ngon quá trời. Rất là béo luôn. Nó giúp thành mần móc trứng bỏ hết giờ dạ. Sao còn sót em mời cả nhà nha, ngon lắm luôn. Thôi nó nguội sẵn rồi nó dai. Dắt chơi nè ăn lẩu nóng nữa hôi ra quá trời. Ăn cho hạ quả bớt thôi, chắc mình bớt lửa là được hả? Bớt lửa để bớt rồi. Cho hủ qua chứ. Dạ. Ủa cậu
như con nhớ ông làm là cá chốt này nó có mấy loại lắm phải không cậu? Có con cá chốt dột là cái đầu bự nè. Dạ. Cá chốt này chốt giấy nè, cái đầu nhỏ này là chốt giấy. Con nhớ hình như có con cá chốt trâu đúng không cậu? Cậu. Con nhớ là con cá chốt giấy thì nó bự cỡ này thôi chứ không có lớn nữa, còn dạ. Cá chốt dột bự thôi. Dạ. Còn con cá chốt mà con nói đó là có con nó cũng bằng thẳng cái vậy đó, bự lắm. Nó bự lên lại giống giống cá út. Hồi xưa hồi nhỏ nhỏ cậu sống ở dưới ghe rồi đi mua nhím tép. Ngồi sao lấy ghe hay là chiếc mũi gì cũng được. Câu hồi là đủ câu khô à. Dạ. Câu dưới sông nè, sông nè. Lúc trước con cũng như Mỹ con cũng có câu á. Nó là ở nay mấy cái dưới nhà sàn đã làm sao mở rồi xuống rồi. Câu mà cá phải như nhện. Lúc trước con mất cái con dung câu. Thôi tuổi của em đây mà câu là cá chốt bự, nó bự hơn cá này mà nhớ là nước lớn là nó nè, lớn hơn câu ngoài sông á. Ông ngoại bà ngoại đi lên bờ bẻ ổi thì cậu ở dưới nhà ở dưới ghe giữ em, giữ mấy đứa nha mà cụ tư cụ ba rồi mấy anh em cũng cởi cởi người sắm mấy cần câu vậy đó. Ngoại ông mua ông làm cột cái lưỡi câu cho cụ câu câu bữa nào ông được ăn. Ừ, hồi xưa dễ kiếm ăn mà hồi xưa dễ kiếm ăn quá chừng hả cậu, chứ bây giờ giống như cá trời ơi giờ hiếm rồi. Dạ. Cá này đâm nhất cũng mới được nhất nhất bị đâm á, nhất nhưng mà nó đâu có bằng cá ngát, chỉ có cá rồi nó không lợi cá ngát thôi. Cá ngát thì nó đâm là tới giáp cử, ai thịt độc là tới giáp cử. Mấy chị em con đang định vài bữa nữa là kiếm chiếc xuồng đi ra sông nặng mệt cá ngát. Nghe ông cậu hù không biết sao. Nên thay đổi không phải đâm con này. Đâm chết dạ. Không biết nó bắt nó đâm cái đâm cái là không có gì chịu nổi được, nhức dữ lắm. Nhất. Cậu có bị đâm? Nhức khóc la làng la sớm lắm. Chứ con bị đâm á, bị câu dính á, con gỡ con không chặt ra, cái con bỏ lên cái khoang xuồng á, cái con liền lấy tép đạp lên thẳng luôn. Nó đã làm. Cái dạng này thì nó chỉ có con cá ngát là với con cá bằng ếch. Còn ong thì nó có con ong mà dẻ đó, con ong mà loại đóng mấy đó, nó đánh chết người á. Dạ. Ai tra vô là đánh với con ong lỗ, là hai con đó cũng độc nhất. Ủa như hai con ong đó, nghe nói cái con một trong hai đó, con nào quánh đường ong, bảy mũi hay đường bài gì nữa thôi cậu? Nói vậy chứ, bảy mũi với chín mũi gì nó quánh. Dạ. Nhiều xương mình chết luôn rồi chứ, đâu có đợi tới bảy mũi bây giờ. Nhớ mẹ con nè, hồi đó mẹ con đặt báo chết luôn á. Mẹ bị ong gì mà. Ông rừng thì nó chưa có đến đổi, nó nằm vào hàng thứ ba thứ tư rồi, chỉ có con vẽ giờ vẽ đã kêu con ông vừa vẽ đó, chứ con ông lỗ con ông lỗ nó đào ở trong mấy cái bờ như mấy bờ vậy đó, rồi đào vô giống nó làm cái hoang nó ở trong nó chết quá mũi rồi con nó bự bự vậy nè, nó ghê lắm, mạnh dữ. Thì là con trâu đạp bị quánh chết là ông lỗ rồi. Ừ ông lỗ. Dạ. Trời ơi, nó quýnh con mà nếu mà con chịu quýnh người là con nghe một cái chát vậy chứ phải mà nó quýnh nhẹ đâu, nó quýnh cái cốt cái chát vậy đó chứ nó quýnh mạnh lắm. Con ông lỗ. Trời, quýnh chạy không nổi mà quýnh người nằm lì con trâu còn chết, con người mình chịu nổi. Nó nằm ở dưới đất, nó đóng ở dưới đất á. Người dễ cũng thấy rồi. Có con cá nâu gì nó đâm cũng nhất đúng không cậu? Nhất nhưng mà nó cá nâu hả, cá mày gỗ vậy á? Cá mày gỗ là nó cũng thứ. Cái đó là chế bị rồi. Hồi chuyến rồi đi mò tôm á, vừa đi xuống chưa mò đựng tôm nào chưa, nó đạp ngay nó đâm là nhất muốn khóc luôn á. Nhất băng chế nó đâm chế rồi chứ đừng nói vậy, im lại gán nhất mà bớt à. Dạ. Nó bị hoài. Chứ đến nhất 8 sáng đêm luôn. Chứ không phải rút mũi ba cái thổi phù cái hết hay gì mà không. Không. Nó cắt lấy mặt không còn cái bằng cái loại bảo hộ rồi đó. Bằng bộ đồ giáp như là ta mặc đồ bảo hộ. Đúng rồi. Còn mặt không còn cái kia gọi quen đi lắm. Quen. Ta là qua bắt trước. Quanh dây nữa. Ta phải chịu nổi luôn á. Nó lọc bắt trước. Không nó giữ cái đó lại đằng mà con ông đó không có bảo hộ á cậu. Tiết mục này là giống như đây là cái bí mật nãy giờ, thì giờ là tới lúc là chia sẻ với cả gia đình cũng như là ông bà của chú anh chị luôn. Thì bây giờ gia đình Châu cũng mới vừa nhận được cái thùng quà, thì thùng quà này thì hôm nay
cũng chưa biết là cái gì chổng nữa, không biết là quay phim nó có biết không nữa. Nhưng mà cho với mọi người thì cũng chưa biết là bên trong có cái gì. Thì bây giờ không biết là ai sẽ đại diện Khôi đây. Ấy à, ông cậu lớn, ông cậu Khôi đi ông cậu. Khi nào có khói thì ông cậu ôm lại nha ông cậu. Nếu chết thì chạy hết đi, tao ôm mình nè. Ông cậu thôi. Bây giờ ông cậu bắt đầu Khôi nha. Dạ. Thì Thành cũng bật mí với cô chú anh chị. Thì đây là một cái thùng quà của một chị, của chị Ly. Thì chị cũng gửi cho gia đình. Đó là... Thôi để bây giờ mình Khui rồi mình hả bật mí tiếp tục đi. Hồi hộp quá cậu ơi. Ông cậu có hồi hộp không cậu? Không, con bây giờ. Bây giờ cái gì nó ra cái nấy chứ. Rồi hồi hộp cũng đâu được. Cái gì tới thì nó cũng sẽ tới ha cậu. Cảm giác đã quá cậu ơi. Giờ từ từ dỡ lên nha. Từ từ nào nói xong rồi cậu phải dỡ nha. Ê, chơi dọn như vậy á. Thôi bây giờ mình đón đi, cái này là cái gì đi, khoan cậu đón đi. Cái gì cậu, con bật mí cho ông cậu là có thấy cái gì có cái hộp hộp á. Bây giờ ai đón được cái này là cho phần thưởng nhiều. Vậy là trong này chắc có bánh có sô-cô-la. Rồi ông cậu giống ý con rồi đó, con cũng đón vậy đó. Kẹo sô-cô-la với bánh. Bây giờ đi học rồi. Thôi giờ là xà bông rồi đó. Mình khai khai chương đi. 1, 2, 3. Wow. Cái gì vậy? Bánh người chắc rồi đó. Coi cái gì vậy? Sao cậu biết cậu? Sầm. Sầm thì Thành cũng bật mấy với cô chú anh chị. Đây là cái thùng thùng sâm để chị Ly cũng gửi cho gia đình Thành. Cũng như là cô chị cũng nói là cũng như mẹ sẽ đại diện chia ra cho mỗi người một ít. Ở xăm này nó gì đó hả cậu? Dạ, bữa nay có bà Lộc sẽ đại diện cho cô Năm đó. Dạ. Tại vì cô Năm đi, cô Năm không có nhà. Bữa nay mẹ con mới về, thôi mẹ con qua. Dạ. Mẹ về không kịp. Cái này là gì anh hai? Xăm. Củ xăm, củ xăm hả? Củ xăm này cách uống là sao ta? Con mẹ này thì... Cách uống hình như có ghi ở trong đó ra mẹ. Để em coi coi. Bây giờ cũng thấy nhìn như tiếng không chứ không thấy ngoài. Mấy củ này rồi em mới biết đường chia ra. Tựa như cái ghế đinh lăng hả cậu? Nó khô khô như vậy nè. Thì linh lăng cũng là sâm. Dạ. Nó không bằng cái này của người ta. Cái này là bốn bịch sâm. Sâm này là cô nói là sâm Canada á cậu. Đây. Sâm Canada. Mình mở ra thử coi mẹ. Con mở thử. Lúc cô gửi cô cũng nói là gia đình mình thấy cậu hai, cô Năm, mẹ, chí hai và tất cả mọi người ai cũng ốm nên là cô cũng muốn gửi về để cho mọi người uống. Cái này như là thành phẩm vậy rồi. Hai cái chai rượu này là một chai rượu sâm 50g, một 500ml là chai rượu này ha. Một chai rượu sâm khô. Rất là cái rượu đẹp ha. Chai rượu sâm. Cái rượu này nước mà. Dạ. Chắc cái sâm người ta ngâm ra rồi người ta mới lấy ra nước á. Chai rượu đẹp quá. Chai rượu đẹp quá. Ước Thành chụp xinh bôi hình á. Hay. Quá trời luôn hết. Gia đình con rất là quý luôn á con. Đây. Sẵn đây thì chị cũng không biết lớn hay nhỏ nữa. Dạ cô xưng cô, nãy con xin con nói cô. Nhầm là chị nhưng mà thật sự là cô xưng cô. Bây giờ sẵn đây thì mình cũng cảm ơn, mình cũng biết xưng hô kêu bằng chị hay là kêu bằng chị đi. Kêu bằng chị đi. Thì sẵn đây em cũng cảm ơn chị tại vì quan tâm tới gia đình, thấy gia đình ốm mà gửi xăm đồ về cho. Sự thật là mình quý quá trời, hồi nào giờ mình cũng chưa từng biết tới cái loại xăm này mà mình cũng chưa từng sử dụng bao giờ luôn. Để đọc kỹ hướng dẫn. Vậy giờ mình để thùng xuống mình ngồi xuống đi cậu ơi. Cái gì đâu mà đứng hết trơn. Giúp lại cậu xin có đôi lời để gửi đến cô Ly. Thì cô Ly cũng nhìn được thấy cái chiều sâu của những người lớn tuổi mà gửi cho những cái chai sâm Hàn Quốc này. Thì nó thật sự ở đây sâm Canada cậu ơi. Canada là ở đây thực sự nói có tiền cũng mua không có được, mà nói thì nói vậy chứ người cũng không có tiền ở đâu mà mua. Nhưng mà nó quý là cái chỗ cái tấm lòng người, cái tấm lòng thì quý rồi, rồi cái hàng thuốc mà nó được bồi dưỡng được cơ thể chắc có cái này chắc sống thêm được 1-2 năm nữa. Sẵn ra rất cảm ơn cô Ly nhiều.
để nếu mà cái sự thật thì nó là vậy, bởi vì cái thuốc bổ thuốc quý thì nó phải, nhưng mà cũng phải, tôi cũng thận trọng trên cái vấn đề là ăn uống để mình bảo quản được cho nó lâu dài, cho nên để gửi đến cô Ly là với cái tấm lòng của cái mà trong cái nhóm Bù Lo Nhãn, thực chất là quý vô cùng, không có nói gì được. Tôi thật sự để hôm nay trước khi nhận quà là gửi lời đến cô Ly, để rồi cũng còn nhiều người muốn cảm ơn nữa. Tôi xin kết thúc. Sẵn đây con xin cảm ơn cô luôn, con chúc cô thật là nhiều sức khỏe luôn. Đấy, xin lo cho sức khỏe gia đình Cù Lao Nhãn. Sẵn chúc ông bà cô chú anh chị em xem kênh Cù Lao Nhãn thật là nhiều sức khỏe nữa. Dạ con xin hết. Nãy giờ gia đình con cũng khui được một cái thùng quà, nói chung là có giá trị về vật chất lẫn tinh thần luôn. Thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều đã yêu thương gia đình con, và giống như đã gửi tặng cho gia đình con một cái thùng quà rất là quý. Thì con cảm ơn cô rất là nhiều. Con cũng chúc cô và gia đình của cô được thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý luôn nha cô. Thì hôm nay con cũng xin được kết thúc video clip tại đây luôn. Thì trước khi kết thúc thì con cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã luôn yêu thương và đồng hành với gia đình của con trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Thì con cũng xin được kết thúc video tại đây luôn. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở video sau luôn nha. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà.